Hello, đây là 10 cây màu vàng bông trang Thái, loại 15.000 cây, mình gửi thêm cho khách ở Phú Yên. Đây, màu vàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đủ 10 cây. Cái này là đúng mà. Gần 2 gang tay. Cây mọc khá là tốt cho nên cỏ mọc chen lẫn vào. Còn đây là 5 cây bông trang Thái màu đỏ, 5 cây bông trang Thái màu vàng với một cây màu hồng phấn, giao cho một bạn ở Bắc Giang. Thì mình đã đóng thùng bao rồi, bây giờ là đem xuống bưu điện để gửi. Đó các bạn xem, mình sẽ đóng cái thùng hàng này đi. Còn đây là cái đơn hàng của chú ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, là gồm 8 cây, 2 cây trang Thái đỏ loại 15.000, 2 cây rồi 2 cây trang Thái màu vàng thì nó cao hơn 20.000, 2 cây. 2 cây bông trang trắng nhỏ 35.000 cây. Và 2 cây bông trang màu hồng phấn. Cỡ này 30.000 cây. Rồi, bây giờ mình đóng thùng lại, mình gửi cho khách. Đây, mình chuẩn bị vô thùng 10 cây cho bạn ở Phú Yên. Thì bể đang quấn băng keo. Tại vì gửi đường xa, mình phải quấn băng keo cho nó chắc cái bầu đất. Khi khách nhận được cây, cây nó sống khỏe. Đây, mình bỏ vô thùng 10 cây đã quấn băng keo hoàn tất. Rồi, tiếp tục được 3 cây rồi. 4 cây. Cây hy vọng là sẽ đủ, còn 2 cây đây. 9 cây. Rồi, ok, còn 1 cây nữa là đủ. Rồi. Ok. Thì đây là cái thùng hàng mình đã đóng xong cho vị khách ở Phú Yên, 10 cây bông trang Thái màu đỏ. Loại 15.000 một cây. Rồi, ok, đóng lại. Rồi, đây. Tiếp theo là băng cái thùng lại bằng dây băng và gửi cho khách hàng bằng cách là đem xuống bưu điện, giao cho bưu tá. Rồi, mình băng cái thùng nha mọi người. Đã chỉnh dẫn lại 2, 3. Rồi.
Super U 60 cộng đi giao cày. Rồi, bye bye cô Super U 60 cộng. Rồi, mình cũng kết thúc video ở đây. Mình chúc các bạn xem video một ngày mới vui vẻ và có một ngày cuối tuần ấm áp bên gia đình. Bye bye.